Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là gấp một cành lá. Đây, cành lá của mình đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp cành lá như thế này bằng tờ tiền 5.000 ha. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là tờ tiền 5.000. Đầu tiên mình sẽ gập đường này xuống đây ha. Rồi, mình gấp cái này xuống. Mục đích để gấp cái đường này xuống để làm gì? Mình đã tạo cái hình vuông này, gấp cho cái đường biên này nó song song với cái đường phía dưới này ha. Đó. Rồi bên này cũng vậy, mình sẽ gấp cái này song song với đường này ha. Đó xuống. Đấy. Thấy cái hoàng thừa mà. Còn thường này mình sẽ bị gặp gấp vào gấp vào mình sẽ cho vào trong. Còn đây gấp là để mình tạo hình vuông rồi, thấy chưa? Và mình gấp lại này. Thấy tờ tiền vuông ha, cạnh này bằng cạnh này ha. Cái tiếp theo mình sẽ gấp đầu này xuống đầu này tạo cái đường viền ha. Đấy, tạo cái nét, mục đích là vậy, mục đích là tạo nét thôi. Rồi, tạo nét này ha, tương tự đưa gấp này xuống này ha. Rồi. Hai nét chéo rồi. Một nét hai nét ha. Bây giờ mình lật lại mặt sau nè ha. Bây giờ mình tạo hai nước ngang ha. Đấy. Gấp bằng này vào. Rồi. Tương tự phía bên này. Rồi mình tạo nước ngang. Gấp bằng này xuống này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các cái viền mình đã tạo sẵn à, mấy nét nè ha, gập vào. Đấy. Rất dễ dàng ha. Rồi phía bên này nè, mình sẽ gấp phần này vào này. Đấy. Ngay giữa cái đường này ha. Tương tự cái phần này tôi gấp vào. Đó. Khi ta gấp vào thì ta đã lấy nét ha. Ta gấp vào để ta lấy nét nè. Tương tự ta làm mặt sau ha. Rồi. Ta gấp cái phần này lên. Gấp bên này lên. Rồi. Ta sẽ mở ra ha. Ở phía dưới đây luôn ha. Rồi. Ta đưa từ bên trong này ha. Cái nét này ta phải lấy dấu sẵn rồi ha. Bây giờ ta sẽ đưa vào trong này. Đưa vào trong. Bên này cũng vậy, tương tự đưa vào trong. Ta lập cái mặt sau nha, tương tự nha. Ta đưa hai cái. Ta đưa anh này vào trong nha. Tương tự bên này vậy, ta đưa anh này vào trong. Xong rồi.
thả bung ha. Đây, thả bung ra. Thả bung 1 bên, 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh ha. Rồi, ta đưa, ta đè này xuống nè. Ở giữa ta đè xuống. Đè xuống. Rồi, đây. Phần này thì lỏng xuống nha, đưa anh này lên nha. Rồi. Rồi xuống đường. Rồi. Thì bây giờ ta sẽ chậm ba cạnh này lại ha. Đây, chậm ba cạnh này lại. Đè này gập này xuống ha. Đấy. Gập xuống. Đó, thì dưới như thế này ha. Đây. Đấy. Cho nó bằng ha. Ta kéo hai cái này ra ha. Khi làm xong mà ta dùng ngón tay này ta đưa vào ha. Đó, ta tạo chiếc lá ha. Còn này bên đây tương tự ha. Đây. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là gấp một cái, nhưng mà các bạn sẽ gấp thành là đây, mình đã gấp sẵn này 1 2 3 4 5 5 cái ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đưa cái cạnh này đưa vào ha. Đây. Đó. Tương tự ha. Đây. Rồi. Rồi xong xuôi ha, xong xuôi rồi mình sẽ đã tạo một cái cành lá ha. Đó. Các bạn chỉnh sao cho nó cành lá nó đẹp ha. Đây. Đã làm xong cành lá ha. Rồi, nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ hãy đăng ký like, share để theo dõi những cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.